là một bộ sư thích ca mô ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rồng sau đó nhiệm màu trong nghe một cái khó tìm cầu con đang nghe thấy chuyên tùy tụng người tỏ cho lan người cho màu là một bộ sư thích ca mô ni Phật là một bộ sư thích ca mô ni Phật là một bộ sư thích ca mô ni Phật kinh đại tập đại phương đẳng Bồ Tát tam muội niệm Phật quyển 2 phẩm 2 bản sự của Bồ Tát của bất không kiến phần 2. Lại nữa này Bồ Tát bất không kiến, vua tinh ấn ấy có lòng từ bi thương xót mọi người, rất thích bố thí, thì làm thí chủ mở đại hội vô ngại, có những sa môn bà la môn các kẻ bần cùng tật bệnh trong thiên hạ đến xin, tùy theo nhu cầu nơi từng người mà đều cấp cho không bao giờ dừng. Này Bồ Tát bất không kiến, vua tinh ấn ấy đã thống lệnh 84.000 tỉnh ấp xóm làng đều nhờ vào nghiệp thanh tịnh nhân tốt chiêu cảm để báo hợp thành. Ở trên các thành mỗi mỗi lại tạo 84.000 lầu quán bằng chiên đàn, có các cửa bên trái bên phải thì lớp dẫn ra đường, nhà cửa đều có các báu trang nghiêm, cửa ra vào mở cả ngày lẫn đêm để mọi người nghỉ ngơi cảm thấy được sự an lành đầy đủ. Ở những ngã tư và các đường lớn đường nhỏ trong thành luôn thắp đèn đuốc ánh sáng rực rỡ, khiến dân chúng đều có điều kiện để làm việc cùng được thỏa hưởng sự yên ổn dịu lạc ngày. Này Bồ Tát bất không kiến, chúng ta nói ấy có hai người con, một là sư tử, hai là sư tử ý, các căn trong sáng lanh lợi, thân tướng tròn đầy, có đại oai đức đầy đủ thần thông, đời trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Bồ Tát bất không kiến, bây giờ có Đức Phật Thế Tôn tên là Bảo Tụ, còn đủ 10 tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng Chánh, Đẳng Giác, minh hành tốt thiện thệ thế gian trải, do thường sĩ đều ngự trượng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Đức Phật thường vì trời người Phạm Ma, Sa Môn, Bà La Môn, các loài rồng, Dạ Xoa, Cà Thất Bà, Atula, cho đến tất cả nhân, phi nhân mà đều nêu giảng chánh pháp. Phần đầu, phần giữa và phần cuối đều thiện, nghĩa lý sâu kín, lời văn cũng rất khéo, thuần thục, không xen tạp, phẩm hạnh thanh bạch. Này Bồ Tát bất không kiến, Đức Như Lai bào tụ ứng cúng chánh đẳng giác ấy, thường dùng giới cùng với 72 ức trăm ngàn các đại thanh văn, đều là bậc A-la-hán, có đầy đủ thần thông, có đại oai đức, ở gần thành thiền độ để thuyết pháp giáo hóa. Này Bồ Tát bất không kiến, bây giờ Đức Như Lai bảo tụ hoặc ứng cúng chánh đẳng giác, đúng giờ thọ thực mang y cầm bát cùng với 72 ức trăm ngàn chúng đại thanh văn trước sau vây quanh, dung mạo an nghi trang nhã, vào thành thiền trụ thứ lớp khắc thực. Khi ái chùa tinh tấn cùng với hai người con đang ở trên lầu cao, từ xa trông thấy Đức Như Lai bảo tụ có đại chúng vây quanh đang nghiêm thù thắng. Oai đức vội vội, những người đi đường trong thái ai cũng khách nhìn. Các căn của Đức Phật thanh tịnh, tâm ý an nhiên, trên dưới thuận hợp hơn cả bậc hành thiện có đức bậc nhất, đạt đến bờ giác viên mãn tất cả các địa. Nhà vua thấy rồi sẽ tâm đặc biệt kỳ lạ, vui mừng vô lượng, rồi cùng giới thấy hai người con mang các chồng hoa, hương xoa, hương bột và các danh hương khác, cùng ra khỏi cửa cung, đem các thứ ấy đến chỗ Đức Như Lai bảo tụ và ống cúng chánh đại giác, phụng dân cúng dường cho Phật và đại chúng, đền lại dưới chân Phật rồi đứng qua một bên. Lại Bồ Tát bất không kiến, vô tinh tấn hai người con tha thiết thưa với Đức Như Lai bảo tụ cùng với các đại chúng, nguyện suốt đời đi suốt đời cúng dường như y phục vật dụng ẩm thực thuốc men và những gì cần dùng nhà vua đều chân cúng đầy đủ để thân chúng được an ổn. Vô tinh tấn hai người con này ngày xưa đã gieo trồng gốc đức thường cầu pháp Phật, ngày nay đã được gặp gỡ, là môn thọ tỉnh, tâm sinh hoan hỷ, vui thích khôn xiết. Này Bồ Tát bất không kiến, lúc đó Đức Như Lai bảo tụ ấn cúng chánh đẳng giác ở trong cõi trời người thuyết pháp giáo hóa đã hoàn tất, nên vào lúc nửa đêm Đức Phật nhập niết bàn vô dư. Này Bồ Tát bất không kiến, vui tinh tấn nghe tin Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn rồi, liền cùng với phu nhân và hai người con đốc xuất quần thần và dân chúng đi đến chỗ Thế Tôn bát niết bàn. Đến rồi họ kính lễ dưới chân Phật, thương cảm cấp lóc toàn thân ngã nhào xuống đất như cây bị đổ ngất xỉu, xót xa than thở: Đức Thế Tôn diệt độ sao mà nhanh như vậy? Đức đại thánh niết bàn đã bỏ rơi chúng con, thế gian bị mù tối chỉ bậc đạo sư đã diệt độ, chúng sinh bị khốn cùng khốn vì thương chủ đã mạng chung, thế gian sắp tối tăm vì đèn tuệ vụt tắt. Này Bồ Tát bất không kiến, vô tinh tấn than khóc hết sức bi ai, rồi cùng hai người con đi đến chỗ Đức Thế Tôn, dùng các thứ nước hương tắm gội thân bậc thánh, lại dùng các loại hương xoa khắp thân, dùng các dòng hoa quý âm nhạc vi diệu dân cúng dường, rồi dùng áo kai thi ca quý đẹp
quấn quanh thân nhiều lớp đặt trong kim quang và quách sắt. Kim quang ấy lại dùng bảy báu xen lẫn chất đầy lên trên, rồi chất chia đàn xích diệu thanh tịnh cao đến một do tuần, độ khoảng một câu lô xá, để các thứ hoa và vòng hoa, xong các thứ hương bột hương xoa, rưới dầu tôi vô, sau đó mới dùng lửa hỏa thiêu xác thân của Đức Như Lai bảo tụ. Niệm Bồ Tát bất không kiến khi vương tử của vua tên là Sư Tử, thấy Đức Như Lai bát niết bàn rồi tự mình bậc đại sư của cõi trời, và người đã bỏ ta mà diệt độ. Ta hôm nay có ý nghĩa gì mà sống ở đời? Này, ta nên theo Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác mà diệt độ, lẽ nào có an lạc sao? Này Bồ Tát bất không kiến, vương tử nghĩ như vậy xong liền lấy các thứ hương thơm tự xoa vào thân mình, là dùng các thứ hương xông ướp y phục, lấy dạ quấn quanh người, sau đó đốt lửa để tự tiêu. Khi lửa cháy mạnh, vương tử sư tử ở trong ngọn lửa ấy phát nguyện rộng lớn có độ chúng sinh, cái tụng công đức và quy y Đức Như Lai bằng kệ bậc báo tối thượng trong thế gian. Hôm nay bỏ thân nhập vô dư, đại sứ trời người truyền pháp luân, từ đây chúng con không còn thấy pháp vương lợi ích cho muôn loài, đây đã từ bỏ nhập niết bàn, tuyên giảng đại bồ đề như vậy, không còn thấy nữa chúng vây quanh. Đại đạo sư không thể nghĩ bàn, nói pháp khiến người nghe vui sướng, hết thảy trời người cùng ma phạm, từ nay vĩnh viễn không nghe tiếng, cho kẻ bần cùng cùng của báo pháp. Vì khi diễn nói chúng thích nghe, chư thiên rồng quỷ, nhân phi nhân, từ nay mãi mãi không nẻo về. Bây giờ thế gian chẳng chỗ nương, đi thương vua cha ai che chở, cùng sư tùy ý á bảo vệ, mà mãi không nghe Phật thuyết pháp. Ta thà bỏ mình để mạng chung, đi sống thế gian có ích gì, nên ta bỏ thân đáng yêu này, nhờ đây mà phát nguyện rộng lớn. Con rồng căn lành nơi chỗ Phật, phụ vương thường cấn ngôi tam bảo, trước nghĩ đem các công đức này, khiến vua và con chưa pháp thân. Nơi các, nơi chỗ các Phật không nghĩ bàn, cũng dường tu hành các nghiệp thiện, nguyện cấp quần sinh được phước này, để là con thề không hư vọng, Thế Tôn diệt độ con đốc thân. Nếu ai được nghe hay mắt thấy, tất cả đều đồng đẳng chánh giác, chẳng phải hiện tại được thân chứng. Nếu ai giác ngộ hay trong mộng, chỉ cần thấy con nay đang làm, họ liền thành Phật không nghi ngờ, chẳng phải hiện tại được thân chứng. Thân con đáng yêu rồi cũng mất, giống như bọt nước nào bình chắc, mong các loại trùng ăn thân con đều mau thành được đạo bồ đề, để con thề tu hành tinh tấn, dù bị mắng nhiếc hay khinh chê, cho con mau thành điều ngự sư, chẳng phải hiện tại được thân chứng. Khi con cầu vô thượng chánh giác, nếu ai tâm từ cùng nhìn nhau, tứ tại thế gian mau thành Phật, chẳng phải hiện tại được thân chứng. Nếu con đã nguyện và chưa nguyện, chính là tiêu đốt thân đáng yêu. Nếu lời thề này không hư vọng, khi con lại thấy Phật diệt độ, chứ con vừa được thấy Thế Tôn, khác nào thiên sư lại xuất thế. Nơi con tuy bị thiêu cháy hết, vẫn mong thân sống được thấy Phật. Trí tuệ Thế Tôn không chướng ngại, thường chuyển xe thanh tịnh ba đời, như xưa lợi lạc các chúng sinh, khi con thấy Phật từ trong lửa. Đại sư cứu đời tạm đứng dậy, như Đức Phổ Nhãn oai lực xưa, Phật biết tâm sư tử chí thành, nên tạm đứng dậy hiện tầng lực, rồi bị chúng sinh tạo biến hóa, khiến vô lượng chúng nhèm chán thân, rốt ráo lợi ích các chúng sinh, rồi lại lúc thân nhập tịch sử, để chúng thấy Phật nhiều lần thần biến, để ý thanh tịnh diệu âm khen, diệu pháp chư Phật khó nghĩ bàn, giới và thiền định cũng như vậy. Trí tuệ giải thoát khó lường tính, thuật thân biến hóa cũng khó xét, tuy đã diệt độ con thân tịnh, nơi con quy mạng đốt thân mình. Thế Tôn oai đức không ai bằng, thần thông đã đạt bến bờ giác, diệt độ khiến người sinh chán bỏ, để con quy y đấng Phổ Nhãn, tất cả tối tôn thắng từ bi, hay dùng tâm mình biết tâm người, cứu độ chúng sinh do biên cõi, quy mạng bậc thiện thệ vô đẳng, trong các thầy thuốc Phật bậc nhất, tôi lấy thuốc hay cứu chúng sinh, rồi diệt vô lượng các bệnh khổ, quy mạng sát thương cứu giúp người. Còn nay khen ngợi các căn lành, cung kính cúng dường các công đức, và thôi đáng yêu để được phước, trước nguyện lợi ích các chúng sinh. Này Bồ Tát bất không kiến, khi vương tử sư tử phát đại nguyện này, trước là để tự trang nghiêm, sau đó nhờ ngọn lửa bốc cao để xả bỏ thân mạng,
Bây giờ hết thảy các pháp trời người phạm ma sa môn bà la môn cho đến tất cả nhân phi nhân thấy sự việc này rồi đều sinh tâm chán bỏ đối với thế gian. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, khi vương tự đã bỏ thân mạng rồi liền được sinh lên trời phạm thiên làm đại phạm vương, là bậc tối tôn tối thắng trong các phạm thiên, có đại ai đức đầy đủ thần thông. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, khi vương tự ấy đã sinh ở cõi trời phạm thiên, tự mình suy nghĩ, ta từ đâu đến, đã tạo các làm gì mà sinh đến đây, có được quả báo công đức đại oai đức thần lực như vậy. Nghĩ như vậy rồi, vương tự tự mình thấy biết phân minh, ta ở nhân gian làm con của vua Tinh Tấn, ta và vua cha cung kính cúng dường đầy đủ các thứ và khen ngợi Đức Thế Tôn bảo tụ. Khi Đức Thế Tôn diệt độ, ta liền thiêu thân trong một ngọn lửa lớn, tại đó phát đại tạm nguyện khen ngợi công đức của Phật. Nhờ căn lành ấy mà nay sinh ở Phạm Cung. Vậy nay ta nên trở lại nhân gian an ủi cho ta, để báo đáp ơn sinh thành và đến cúng dường chỗ đất Như Lai bảo thù đã trà tỳ nhập niết bàn. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, khi đại phạm vương nghĩ như vậy rồi, liền cùng với các quyến thuộc nơi cõi trời biến mất khỏi cảnh giới phạm thiên, giống như thời gian tráng sĩ có duỗi cánh tay xuống tới nhân gian, đến chỗ Đức Như Lai bảo thù bậc ông cúng chánh đại giác đại hòa thiêu, dùng các thứ hương trời như hương bột nhân đàn cõi trời và ngô đầu trầm thủy, hương đa ma la bạc được cúng dường, là đại các thứ hoa trời thượng diệu như hoa bánh xe, như mây biến đầy khắp để cúng dường. Phạm thiên sư tử cúng dường Đức Phật xong, mới an ủi phụ vương là vua Tinh Tấn. Đại vương nên biết, vương tử sư tử thiêu thân bỏ bạn ấy, đây chính là con đây. Lúc ấy con được sinh vào cõi phạm thiên, mong vua chớ gâu sầu đau khổ nữa, mà nên vui mừng sung sướng. Vì nay vua đã được đại lợi bậc nhất, vì sao như các Phật Thế Tôn khó được gặp gỡ, vậy mà vua đã được gặp Đức Thế Tôn Như Lai bảo trụ bậc ấn cúng chánh đại giác để tôn trọng cung kính cúng dường đầy đủ. Đó là lợi lớn hiếm có bậc nhất. Cho nên đại vương từ nay về sau chỉ nên một lòng tọa trì pháp này, và vương đệ sư tử ý cũng nên như vậy, tọa trì pháp ấy cũng cúng dường xá lợi của Thế Tôn, lưu hành và bán bố cho khắp nơi, xây dựng tháp miếu đền thờ. Con ở trên phạm cung cũng thường làm như vậy, thọ trì diệu pháp này, tung kính phụng thờ xá lợi. Nói như vậy xong liền biến mất. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, vua Tinh Tấn nghe vị phạm thiên nói, bèn cùng với con là sư tự ý đi đến chỗ cất giữ xá lợi của Đức Như Lai bảo tụ, uống cúng chánh đàn giác để cung kính đại bái, ca tụng khen ngợi, đem tất cả hương, tất cả dòng hoa của các thứ âm nhạc, các thứ cờ vướng lộng báu để dân cúng, dân hiến cúng dường. Trong một thời gian ngắn ở 84.000, các thành đã dựng lên 84.000 tháp làm toàn bảy báu, các mục do tuần. Mỗi tháp bề mặt dài rộng một con lối xá hết mực đặc biệt, trang nghiêm, sáng rạng, rất đáng quý. Đều đặt xá lợi trong đó để cúng dường. Trong mỗi bảo tháp luôn đốt lên 84.000 ngọn đèn, cứ mỗi ngọn tháp là dùng tất cả danh hương, tất cả hoa đẹp, tất cả dòng hoa quý, tất cả cờ phướng, tất cả lồng bọc, tất cả âm nhạc, các thứ trống, ốc, sừng, tụ và, chuông linh, khánh, chuông lắc, đầy đủ chẳng thiếu thứ gì để cúng dường. Cúng dường như vậy, cùng tọa trì chánh pháp, như tinh tấn như ca lan ấy lên 84.000 kiếp, không sinh nơi cõi ác, và số tự ý cũng được quả báo như vậy. Đại phu nhân của vua tên là Thiện Ý, vì đại thần lớn nhất của vua tên là Vô Sân, cũng trong 84.000 kiếp được tàu và báo tu thắng. Cứ như vậy, nhà vua ở trong các kiếp tuần tự cúng dường sáu phản các Phật, nên lúc sinh ra thì được làm chuyển luân dương ở chánh pháp để giáo hóa, làm lợi ích cho chúng sinh. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, sau khi Đức Như Lai Đức Phật bảo tụ diệt độ, từ sau cùng là có một đại Bồ Tát tên là Phổ Mật Vương, hiện sinh ở thế gian và nhằm độ sinh nên bỏ nhà xuất gia, việc thực hành việc tu khổ hạnh, đi đến cây bồ đề, ngồi nơi đạo tràng, dùng một niệm tuệ đoạn trừ mọi tạp khí của vô minh phiền não, tiền chứng vô thượng chánh đạn chánh giác. Này Bồ Tát Bất Không Kiến,
Bây giờ đại phạm thiên vương sư tử kia dùng thiên nhãn quán thấy Đức Như Lai phổ mật vương cung ứng cúng chánh thị giác xuất hiện ở thế gian, liền trở lại đứng trong hư không, dùng các thứ hương trời và hoa đẹp rải lên trên Đức Phật, sau đó xuống mặt đất nhiễu quanh bên phải Phật ba vòng, cùng kính chắp tay đầu mặt lễ bái thỉnh cầu Đức Thế Tôn chuyển đại pháp luân. Phạm vương sư tử ấy đứng trước Đức Phật dùng kệ thỉnh cầu: nay Thế Tôn nên nói diệu pháp, chúng sinh chúng con rất thích nghe. Trí tuệ trường ma đây với pháp, tất cả thế gian không thể hoại. Như Lai bật điều ngự vô thường để độ trí cho 10 tôn hiệu. Đại sư lời đời nay đã hiện, tự nhiên chánh giác diệu bồ đề, công đức viên mãn trên loài người, thánh trí tu lâu đâu phải mới. Thế Tôn nên giảng pháp ấm diệu, đại chúng hôm nay vui lắng nghe. Thể lớn vốn gì độ thế gian, không nơi nương tựa được che chở, như lời nguyện xưa nay đã mãn, đã đến chỗ tịch tỉnh vô vi. Nay nên sớm mở cửa cam lộ, phá ba dây trói khỏi các não, pháp vương thơ tỉnh nghĩa đã tròn. Bây giờ Như Lai im lặng nhận, trong khoảnh khắc Đức Phật phổ mật, khiến cho Phạm Vương rất vui mừng, và vô lượng ức dũng trời người lắng nghe thiện thể chuyển pháp luân. Khi Phạm Vương kia mong Phật viết, rồi đem các vật đẹp báo ân, bây giờ lại phát lời nguyện lớn, để cầu đà bồ đề cho thượng, nay ở trước Đức Thế Tôn phổ mật, để bày công đức mình đã làm. Nhờ căn lời ấy xin ở đâu, luôn thờ mười phương các Thế Tôn, xưa ở đạo tràng cúng dường Phật, xin nghe Phật thuyết pháp lợi sinh, nhờ chút lành ấy dù ở đâu, về ở trước Phật thường khen ngợi. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo lại Bồ Tát Bất Không Kiến: này Bất Không Kiến, phạm thiên sư tử, vương tử của Du Thanh Tấn, nhờ căn lành tiêu thân mà xin ở phạm cung tới lớp cúng dường 5.000 các Đức Phật lắng nghe chánh pháp, nơi căn lành tăng trưởng, thì phát nguyện rộng lớn không nghĩ bàn. Nên Bồ Tát Bất Không Kiến, nên ông nên biết vua do biên tinh tấn lúc ấy đâu phải là ai khác, chính là thân ta. Khi ấy Bồ Tát Bất Không Kiến là Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hai vị phương tử là sư tử và sư tử ý nợ cõi nào, đang ở đời hiện tại cúng dường cái Đức Phật hay đã diệt độ ở đời khác rồi? Đức Phật nói: này Bất Không Kiến, ông nên biết vương tử sư tử ý lúc đó đó chính là đại Bồ Tát Di Lặc, còn vương tử sư tử lúc ấy đó chính là Bồ Tát Bất Không Kiến. Vì ông ở trong pháp của Đức Như Lai bảo tụ, phát tự nguyện rộng lớn, một lần bỏ thân để khiến cho ba vạn đại chúng trời người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, các người ấy cuối cùng sẽ được chứng đắc đại bồ đề, không có gì để nghi ngờ. Bây giờ Đức Thế Tôn vì nói rõ lại người ấy đã dùng kệ: ta xem quá khứ kiếp lâu xa, Phật hiệu bảo tụ vô thượng tôn, không thầy tự giác hiện ở đời, ít lợi trời người quần sinh loại, đầy đủ trăm phước sắc tướng vàng, lòng từ hiện phát cửa thật nghĩa, cho thể chúng sinh đạo bồ đề, lời dạy dứt sạch nguồn gốc cổ, bảo tụ đỉnh đạt hơn mọi người, 72 ức chúng hiền thánh, bà mình số thông đầy tám giải, theo Phật vào thành để khất thực. Lúc đó ta là vua tối thượng, do biên tinh tấn oai lực lớn, thừa nhận hai con theo hai bên. Nhân tuần du ở tại lầu cao, sẽ thấy điều phục đại tiên thần, chúng đại tỳ kheo đều vây quanh, đã cùng hai con gấp xuống đó chạy đến trước vô đẳng tôn thắng. Đến được chỗ đại sư thiền tệ bày biện vật tốt để cúng dường, đây là chân Phật và miệng nói: cung thỉnh Như Lai cùng tăng chúng cho con suốt đời dân y thực, đầy đủ 84.000 năm, cùng với hai con tâm tịnh tính vì cầu đạo bồ đề vô thượng, Phật nhân trung tôn đại niết bàn, tạo dựng 84.000 tác cái báu sáng kẻ chiếu ánh sáng, chỉ vì người báu để thân lại là chỗ tháp báu, trong mỗi thành đều thắp vô lượng trăm ngàn đèn, hoan hoa âm nhạc rống chuông lên, nhà vua cúng dường cho Đức Phật, nhân trọng cả lành thù thắng ấy, thứ lớp gặp được 6 vạn Phật đã đến cúng dường và thừa sự để cầu vô thượng đại bồ đề. Này Bất Không Kiến, chớ có nghi, xưa kia thống lãnh đại địa này
Vua Trí sau ấy là thân ta, hiệu là Phổ Biến Tỉnh Tấn Lực, thường dùng hóa hương để cúng dường, giáo hóa tất cả các chúng sinh tập đến, vô lượng trăm ngàn đèn, trừ tối cho đời bằng ánh sáng, đem cho của cải không hề dừng, lắng nghe chánh pháp cũng không chán, tinh tấn khổ hạnh không phút ngưng, vì chứng vô thượng đại niết bàn. Ông đến chỗ Như Lai bảo tụ, dùng y quấn thân, lấy lửa đốt giống như tim đèn thấm dầu mỡ, phút chốc lửa cháy tiêu sạch hết. Lúc đó thân người lửa cháy mạnh, sắc thân không động, thần không kinh. Vào ngày ông báu ấy diệt độ, ông làm như vậy vì thế gian. Lúc lửa lớn cháy gấp như vậy, ông còn dùng phương tiện cầu sinh. Nguyện thấy Thế Tôn từ lửa dậy, lại bi cứu đời hiện thân hình. Nguyện con hôm nay nếu thành tựu, mới được như ý bỏ thân mạng. Chỉ cần tạm thế như lúc như xưa kia, công đức đạt được không nghĩ bàn. Nếu con có các lời tọa nguyện, mong cho tất cả đều hòa hợp. Đây là nếu con thành quả Phật, mong nơi lửa lớn Thấy Thế Tôn. Trí Phật thanh tịnh không chướng ngại, ở ba đời ấy vẫn thản nhiên. Sư tự chiếu sáng tâm thuần tịnh, Phật nhờ tinh thành từ lửa hiện, mới không kiến giữ nguyện lực này, giúp đời khoảnh khắc nên niệm khỏi, như nó phát lời thề trang nghiêm, nguyện không nghĩ bàn thật khó lường. Tại lúc Thế Tôn hỏa thiêu này, tất cả đều được tâm gián lìa, là dòng ý tịnh phát lời khen, oai Phật hiếm có lại khó lường. Tướng túc do biên lửa cháy mạnh, pháp vương ấn niệm bỗng khởi lên, do Phật Thế Tôn hiện thần biến, vô số chúng được tâm giải thoát. Này bác không kiến biết sư tử, đại thừa ấn cảm bỗng ngồi lại, cho thấy thần biến của Thế Tôn, ngàn số chúng phát tâm bồ đề, đã bây lợi ích cho đời xong, trở lại nằm yên trong lửa dữ. Lúc đó sư tử bỏ thân mạng, một niệm bản sinh trời đại phàm, liền từ phạm cung về chỗ Phật, cúng dường đầy đủ nhân trung tôn, phụng trì hương hoa trời ví diệu, rẽ lên trên chỗ Phật bảo tràng. Sau khi Phật bảo tụ nhập diệt, thời gian như vậy chẳng bao lâu, lại có phổ mật thiên nhân sư vì lời thế gian nên xuất hiện, ngồi nói đạo thọ chẳng chí đẳng chí chân, là thiên trung thiên hiệu đại giác. Đại phạm thiên vương đến cúng dường, cung kính đảnh lễ lưỡng túc tôn, thịnh chuyển pháp luân lợi thế gian. Phật biết tâm tịnh im lặng nhận, phạm vương nghe xong rất vui mừng, thân được tâm an lạc tư thái, lại phát nguyện lớn rất dị thường. Trong các căn lành không nghĩ bàn, một kiếp được gặp 5.000 Phật, đều được tâm thần để cúng dường. Kẻ trí không nên có nghi ngờ, sẽ từ lúc đó chính là ông, mới không kiến là con của ta. Sau ông thờ Phật 5.000 vị, ta thấy rõ lúc ông thiêu thân cầu đạo Bồ Đề cho thượng này, ông lại ở chỗ vô lượng Phật. Tại đó khi diệt độ xá lợi, cũng thiêu vô lượng thân yêu quý, vì muốn người vui, mình chịu khổ. Ta biết ông đời này và sau, vô lượng ngàn đời tu mãi mãi, hoặc Phật hiện tại hoặc Niết Bàn. Ông thường tôi nói lời thành thật, đã qua vô lượng 5.000 đời, toàn lực của ta mới biết ngươi. Bất không đã phát nguyện từ lâu, phước báo bấy giờ đều hiện rõ. Ông ở trước các Phật đại sư, hành không nghĩ bàn đều viên mãn, thường hay ca ngợi lượng túc tôn, khổ hạnh quân thủ các đại thể. Nay đặt kệ khen đại pháp ương, là do nhân duyên tốt kiếp trước, đã ở trước Phật phổ mật vương, gìn giữ vô biên nguyện tối thượng. Nếu ông được phước báo như vậy, nhờ Phật Như Lai hiện oai thần, khi bác không kiến ở trong chúng, cùng kính chắp tay đảnh lễ Phật, tôi hỏi Thiên Tôn điều ngự sư, từ bi lợi ích cho chúng sinh. Đại tiên có đã thề nguyện gì, mà đây xả bỏ vô lượng kiếp, của sư Thế Tôn đều tóm lược, ông mong thánh nói để hiểu rõ. Bất không vì ông làm đời trước, nay ta bị ông nói đơn giản, ông ở chỗ Như Lai dân âm, đã phát nguyện rộng lớn như vậy, nếu như chư Phật chứng Bồ Đề. Bây giờ thân con thường thờ phụng ở chỗ Phật đá tràng phổ nhãn, lúc ấy cũng phát thệ nguyện lớn, thế gian nếu có tố đạo sơ, bây giờ con liền theo đạo ấy. Ông ở chỗ Như Lai nhật đăng cũng phát các hành nguyện tán diệu, này bác không kiến chỉ ta biết, thời gian các báu chỗ kinh hành, hoặc xây tinh xá Phật trang nghiêm, hoặc tạo cảnh lạ tăng già lam, để dùng bảy báu tốt là mà làm, dâng lên chư Phật các đồ dùng là bậc tôn kính không nghĩ bàn, nhân trung sư tử Phật thiện sinh. Cầm lòng bảy báu và đồ dùng,
cung phụng thiên cung thiêu thiên siêu thể ở chỗ Đức Như Lai phổ nhãn, bây giờ lại phát diệu hành nguyện, đồng thế đèn sáng và cúng dường, phong hiến thế gian đầy thầy trời người. Ông đối vô lượng Phật như vậy, qua ngàn vạn ức na do ta, duyên cần chịu khổ, chúng sinh yên, phát nguyện rộng lớn trang nghiêm này. Ông ở trước Phật phổ Mật Vương để phát nguyện thành, nay ta nói, nhân xưa tu hành mà thành Phật, chỗ ta rải hoa khắp mặt đất. Ông ở chỗ Phật vâng lưu âm, vì thế gian nên phát nguyện này, nếu có chúng sinh nghe tên ta, môn họ liền thành Phật tức khác. Là ở trước Phật đế tất tràng, rộng đã cúng dường rồi ta nguyện, phàm tôi ở đâu nếu thấy nghe, tất cả đều được thành Phật đạo. Ông ở chỗ Như Lai Phật đang nguyện cúng bảy báu chỗ kinh hành, Phật phổ biến oai sở đại minh. Lúc đó ông phát lời nguyện rằng, thường cho chỗ tốt đẹp trang nghiêm, nguyện quả Phật con cũng như vậy. Ông ở chỗ Như Lai nguyện thượng, nguyện được thiên cung đẹp bậc nhất. Đức Phật ở đó mà du hóa, chúng sinh vào đấy đều thành Phật. Ông ở trước thiện thể tháo dục, thật làm như vậy nguyện chỉ thành. Đến lúc này hè trời oi ả, thân tâm chúng sinh liệt nhiệt não. Ông ở chỗ Phật ương kỳ la, nguyện phát ra cũng vậy tăng thêm. Khi ở trong đêm dài tối tâm, nguyện của đèn sáng trời mới hoài. Nếu chỗ ngươi xả thí thân mạng, các loại ăn thịt chúng sinh, ta đều thành Phật không còn nghi. Chẳng phải họ hiện tại thân chứng, trừ trong lúc tỉnh hay nằm mộng, nếu có chúng sinh nghe tên tôi, tất cả thành Phật không còn nghi. Chẳng phải họ hiện tại thân chứng. Khi ông đã tinh tấn dũng mãnh, nếu ai ghét thương đối với ông, tất cả đều sẽ thành Pháp Vương. Chẳng phải họ hiện tại được chứng. Vô lượng đời trước ngươi sinh ra, với họ luôn nguyện cầu Bồ Đề. Nay ta nói, ông công đức thật, đương lai chắc được vô thượng tôn. Đã có cầm thú và chúng khác, chắc sẽ thành Phật chẳng còn nghi. Các loại ăn thịt của thân ngươi, tất cả tự nhiên chứng Pháp thân. Ta biết ông có đến ngàn hạnh, đều lạp đã cho các chúng sinh. Đã ai nghe được mà sinh nghi. Thời đó chưa đến ta không nói, phàm ta đã nói, các gì không? Đã có chúng sinh mong thích nghe. Thể đều thành Phật không còn nghi. Chẳng phải họ hiện tại tăng chứng, nói muốn thấy Thế Tôn độ, chuyện thắng Pháp Luân, thanh tịnh này, ngay xong trở sạch các khổ não, vì chứng Bồ Đề nên thích nghe. Nói muốn thấy Phật ba đời, cũng kính cúng dường trộn phước tốt, các công đức tích tụ đầy đủ, trước phải thọ trì tam muội này. Vì lợi thế gian, chúng trời người, Thế Tôn tuyên thuyết việc này xong, liền xuống Pháp Tòa đi thông tả, trở về tịnh tòa ở phòng mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập Đại Phương Đảng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật, quyển 2. Nguyện đem công đức này đang nghiêm Phật tịnh độ cho nam bốn ăn nạn di cốt của ba đường. Nếu có ai thấy nghe được phát tâm Bồ Đề hay một báo tâm này, xin về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đời tuổi đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.